Chào tất cả các bạn, chào tất cả các bạn và cô chú anh chị đang xem kênh Lê Phương Cô Hai Vlog. Hôm nay cô Hai sẽ đi ra vườn ngắt ngọn cho cây bầu các bạn. Thì cây bầu của cô Hai nó cũng tới đợt ngắt ngọn rồi. Sẵn đây cô Hai ngắt ngọn chia sẻ cho bạn nào mới trồng á, không biết cách ngắt ngọn á, thì bây giờ cô Hai xin chia sẻ luôn ha. Bây giờ xin mời các bạn, cô chú anh chị đi theo cô Hai đi ra ngoài vườn bầu ha. Đây là cái vườn bầu của cô Hai đã được 24 ngày ha các bạn. Thì cái cây ở bên đây á, nó lớn trước cái cây ở bên này ha. Cây bên này hôm nay mới ngắt ngọn được, còn cái cây này cô Hai đã ngắt trước 2 bữa rồi ha. Thì cái bầu nó lên khoảng 1,5 m các bạn. Không tới 1,5 m cũng được nữa. Nhưng mà bình thường thường thì người ta hay để 1,5 m. Thì cây bầu của cô Hai khoảng này cô Hai cũng đã ngắt được rồi, nó cũng đã leo lên vàng rồi. Khoảng này chắc nó cũng cỡ 1,5 m rồi các bạn. Thì bây giờ cô Hai sẽ ngắt cái ngọn đó ha, ngắt cái ngọn đó đây. Cây bầu thường thì mình ngắt ngọn nó thì mình muốn cho nó cái dinh dưỡng của nó đứng lại đó các bạn, để nó nuôi cho mấy cái nhánh này nè. Nó nuôi cho mấy cái nhánh này nè, nó nhánh quá chừng luôn nè. Mình ngắt cái ngọn của nó sẽ dinh dưỡng, nó sẽ vô mấy cái nhánh này, nó sẽ nuôi mấy cái nhánh này ha các bạn. Mấy cái nhánh này nó sẽ sanh ra được nhiều trái hơn. Chứ các bạn để cái ngọn chính á, cái ngọn chính nó cứ bò thẳng đi ra hoài luôn à, nhưng mà nó không có phát triển gì hết. Còn các bạn ngắt cái ngọn của nó rồi á, nó sẽ phát triển vô mấy cái nhánh này nè. Và mấy cái nhánh này nó sẽ ra rất là nhiều trái luôn á các bạn. Cho nên là cây bầu khoảng được 1,5 m, không tới 1,5 m thì mình ngắt cái ngọn nó đi ha, để cho nó nuôi nhánh nuôi trái. Rồi, bây giờ cô Hai sẽ ngắt cắt cái ngọn của nó ha. Này bây giờ cô Hai sẽ cắt cái ngọn của nó các bạn. Cô Hai cắt ở đây. Này các bạn thấy cô Hai cắt đây ha. Đó. Cô Hai cắt. Đây cô Hai đã cắt cái ngọn đó nè các bạn. Đó. Ý của mình muốn là mình cắt bỏ cái ngọn này á, cái ngọn chính của nó đó. Thì dinh dưỡng á, mình bón phân vô đây nè, dinh dưỡng phân rồi nó sẽ lên, nó sẽ vô trong mấy cái nhánh này, hay nó sẽ nuôi mấy cái nhánh này. Rồi mấy cái nhánh này nó sẽ ra được nhiều trái hơn. Còn các bạn mà không có cắt cái ngọn này nè, dinh dưỡng nó cứ vô trong đây mà. Mà ở vô trong đây rồi cái cây nó sung á, nó tốt, nó sung, nó cứ bò thẳng hoài luôn à. Nó không có phát triển gì hết, cho nên là mình ngắt bỏ cái đọt này. Nếu như mà cái đọt này nó có trái á thì nó cũng ít trái các bạn ơi. Còn mình chia dinh dưỡng vô mấy cái nhánh này nè, dinh dưỡng nó chia mấy cái nhánh này nè, ví dụ như 5 nhánh đi thì nó cũng ra trong đó cũng mấy trái trong mấy cái nhánh đó rồi, thì nó sẽ nhiều trái hơn, mình hy vọng nó sẽ nhiều trái hơn, cho nên là mình phải ngắt cái ngọn nó mình bỏ các bạn. Thì mình cắt cái ngọn nó bỏ xong á thì mình sẽ cắt bỏ mấy cái lá dưới gốc này cho nó trống á, cho nó trống trải để mình dễ bón phân ha, mình dễ bón phân hơn. Đây là mấy cái hũ này, là mấy cái hũ rác nhà bếp đó các bạn. Cô Hai lấy rác nhà bếp đó, rau củ quả cô Hai bỏ vô ha. Thì mỗi ngày mình tưới nước, mình vẫn tưới vô trong đây để cho nó phân quỷ 3 kg phân ra ngoài cho cây bầu. Đây là cái hũ rác nhà bếp nè. Khi nào mà có rác các bạn cứ bỏ vô, rồi mỗi ngày cứ tưới nước vô là nó phân quỷ cái phân này ra ngoài cho cây bầu. Này cây bầu các bạn thấy cây bầu tốt không? Cây bầu rất tốt luôn. Bây giờ cô Hai cắt xong rồi, cô Hai sẽ dọn lá để mình bón phân ha. Mình bón phân, phân thì cô Hai bón đợt này là bón đợt 2 đấy các bạn. Hôm mà được 14 ngày thì cô Hai đã bón phân hết một lần rồi. Bây giờ nó được 24 ngày thì cô Hai sẽ bón phân cho nó thêm một lần nữa ha. Rồi để cho nó ra hoa ra trái, để nó nuôi dưỡng hoa trái. Rồi mình sẽ bón thêm phân đợt 3. Khoảng 2 tuần nữa mình sẽ bón thêm phân đợt 3 cho nó là mình chờ thu hoạch ha. Nè các bạn thấy không nè, cái trái nhỏ xíu nè các bạn, trong cái nhánh, từ cái nhánh nó mọc ra ha. Ở đây cũng có một cái trái nhỏ xíu nè các bạn nè. Đó, trái nhỏ xíu nè, nó mọc từ trong nhánh nè. Cho nên bây giờ cô Hai sẽ bón phân ha, bón phân để cho nó nuôi hoa nuôi trái nuôi nhánh nè. Rồi hoa trái này nó đậu rồi, bắt đầu mình sẽ bón phân thêm một đợt ba nữa là mình chờ thu hoạch trái luôn, mình không bón nữa ha. Bây giờ mình bón phân đợt 2. Bây giờ cô Hai sẽ dọn cái lá gốc của nó cho nó trống trải các bạn, để mình dễ bón phân ha. Với lại nó bị bệnh sâu rầy nữa, sâu rầy nó dưới hay bò lên đó. Mình dọn mấy cái lá gốc ha.
Cái lá gốc thì từ ngoài trồng giờ cô hai chưa có cắt các bạn ơi, bây giờ cô hai mới cắt nè, cắt cho nó sống. Đây bây giờ cô hai cắt cho các bạn xem cho rõ ha. Đây mấy cái đọt này bỏ luôn các bạn ơi, nó nằm ở dưới quá. Đây, mình cắt lá gốc nè. Đó. Mình cắt mình bỏ cho nó trống rồi mình để mình bón phân ha. Rồi xong rồi á. Lấy cái rơm này ra các bạn. Lấy rơm này ra để mình bón phân vô. Hôm nó được 14 ngày, 2 tuần á thì cô hai có bón hết một lần rồi. Thì cô hai bón phân cũng như mọi khi thôi. Phân gà, NPK rồi bột vỏ trứng. Với lại chút ít đất. Tại vì lúc trồng á, cô hai trồng lưng lưng đất không có nhiều đất cho nên bây giờ nó bén rễ rồi cô hai phải thêm đất cho nó. Bây giờ đất cũng nhiều rồi mình thêm đất ít đất thôi các bạn, không có thêm nhiều đất nữa. Giờ mình thêm mỏng mỏng thôi. Trồng hai cây một lượt nhưng mà cái cây bên đây nó lớn, nó bự hơn á, cho nên là cái nó phát triển nhanh hơn. Nè các bạn thấy không, rễ quá chừng này. Ngon, nó ra rễ quá chừng. Cây bầu á nó rễ dữ lắm bạn ơi. Các bạn trồng thùng xốp á, nếu mà vườn mình rộng rãi các bạn chọn cái thùng xốp to hơn cũng được nữa. Nhưng mà cái thùng á mình trồng được có một cây thôi nha. Tại vì cây bầu nó ra rễ rất là nhiều luôn. Cái thùng này chứa cũng hết rễ nó luôn nữa. Tại vì vườn mình nhỏ, mình chỉ trồng được cái thùng cỡ dừa này thôi. Đây cô hai chuẩn bị phân nè các bạn. Cái này phân gà ha. Cái này phân gà thì cũng khoảng 3 muỗng, 4 muỗng à. Không có nhiều. Cái này NPK viên nè các bạn. Còn cái này là bột vỏ trứng. Bột vỏ trứng mỗi khi mình lấy cái vỏ trứng mình phơi nắng khô rồi mình xay ra các bạn, mình xay cho nó nhuyễn vậy nè. Mình bón cho cây nó dễ hấp thụ hơn. Còn đây thì một ít xơ dừa với lại đất thường á. Một chút hoa sẽ trộn vô đất này. Sẽ trộn thêm một phần nữa để bón cho cây kế bên các bạn. Nãy là một cây, bây giờ cô hai sẽ trộn thêm một cây nữa. Đây bột vỏ trứng, cô hai cho vô đây 3 muỗng ha. Cái NPK viên này các bạn, cô hai cũng cho 3 muỗng ha. Phân này không phải phân hóa học các bạn, phân này cô hai mua cũng là phân hữu cơ luôn, người ta làm cũng từ rau quả ra. Tiếp tục này phân gà viên các bạn. Trộn đều lên là mình đem đi bón rồi này. Nếu mà cái thùng xốp mình nó còn được ít đất á, thì các bạn trộn đất vậy ha. Còn nếu như mà mình bón từ từ á, nó sẽ đầy lên á, thì mình không có cần trộn nữa mà mình chỉ rải, mình rải vô trong cái thùng của mình, rải một lớp mỏng á, rồi mình thêm một lớp đất mỏng lên. Là mình thêm đất thêm phân. Còn cái cách kia mà đất nhiều quá thì mình chỉ cho phân rồi một lớp đất mỏng thôi chứ không có cho nhiều đất nữa. Rồi mình chia đều ra rồi bây giờ mình sẽ đem đi bón nha các bạn.
Đây, 2 thùng. Đất nó xốp, các bạn thấy đất nó xốp không? Đất nó xốp vậy nè các bạn, cây nó mới tốt. Cho nên mình trộn một tí xơ dừa vô, có xơ dừa vô là đất nó xốp lắm. Mình sẽ xới xương xương vòng vòng lên ha. Mình không có làm rồi gần cái gốc của nó nha các bạn. Mình làm xa xa vậy nè. Xới xới xương xương vậy thôi. Rồi bắt đầu mình cho phân vô nè. Cô hai có nói ha, nếu như mà ít đất á, thì mình sẽ trộn phân với đất mình cho vô. Còn nếu như mà các bạn bón nó đầy quá rồi á, thì các bạn không có cần cho đất nữa ha, các bạn chỉ rải mỏng một lớp mỏng thôi, một lớp phân rồi một lớp đất mỏng. Còn không thì mình khoét vòng vòng đây nè, mình khoét vòng vòng ở đây mình moi lỗ lên rồi mình bỏ phân xuống mình lấp đất cũng được nữa. Cái cây ở bên đây nè các bạn ơi, cây bên đây nó rễ quá chừng luôn, cây bên đây nó nhanh lớn, nó phát triển quá chừng luôn, rễ nè, rễ cắn hết luôn. Tốt. À, bây giờ cô hai sẽ cho phân vô. Cho phân vô ha. Thì mình trải đều ra. Trải dần dần mình đều ra. Hồi lần trước cô hai cũng có trồng bầu các bạn, nhưng mà cô hai trồng có một cây à. Lần này cô hai trồng 2 cây luôn. Tại vì một cây bầu á nó ra bông không có đều nha các bạn ơi, cho nên là không có được, không có đậu trái mà nhưng mà nhiều được nhiều hoa nó nở hả, không có đều nhau, cứ qua cái rồi không có qua đợt rồi lấy gì đâu thụ phấn, nó rụng hết. Cho nên chiến này cô hai trồng 2 cây luôn cho nó nhiều hoa để nó sang kẻ nhau, nó đủ cái hoa để mình thụ phấn. Có hoa cái có hoa đực á nó mới đậu trái được, còn hoa cái không mà cũng không có qua đợt thụ phấn nó cũng rụng hết à. Tại có một cây á nó nở ít bông, họ nở không đều cho nên là không có thụ phấn được, nó rụng. Bây giờ hoa trồng 2 cây luôn còn nó nở hoa có đều nhau. Bây giờ mình phủ rơm lại cho nó các bạn. Rơm này để mình giữ ẩm cho cái gốc bầu chứ lại cho đừng có bị nóng mà trời nắng các bạn. Các bạn có rơm thì cũng như gốc cây nghe nó tốt luôn các bạn. Nó vừa làm cho ủ giữ ẩm nè, mát gốc cây nè, mà nó thành phân tốt cho cây nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ rơm vô, mình phủ rơm vòng vòng. Mình bỏ cái rơm này vô mình tưới nước, nó cũng có bị xói đá, cũng có ảnh hưởng gì tới gốc nữa. Mưa nắng gì cũng an toàn cho cái gốc cây trồng. Rồi như vậy đã xong rồi các bạn. À, bón phân xong rồi, rơm cũng đã phủ xong rồi, bây giờ mình sẽ tưới ha. Bây giờ mình tưới cho cây ha các bạn. Này mình cho nước cho mình tưới nè, tưới đều đều ra nha. Tưới đều ra là được. Mình cho nước vô đây ha các bạn. Mỗi ngày tưới mình đều cho nước vô ha. Mình cho nước vô cho nó phân hủy 3 kg rác nhà bếp. Rồi tiếp cây bên đây. Cây bên đây mình cũng tưới đều.
mình cho nướng vô trong đây luôn. Mỗi ngày tưới đều cho nước vô. Ok. Rồi vậy là xong rồi các bạn. Xong rồi. Đã ngắt ngọn và đã bón phân. Bây giờ chờ hoa với lại mấy cái nụ nó lớn á các bạn. Thì mình sẽ bón thêm phân đợt 3 ha. Thì cũng khoảng 2 tuần nữa. 2 tuần nữa cô Hai mới bón đợt 3. Bón đợt 3 là mình sẽ chờ bầu có trái ha, thu hoạch. Mình cho các bạn xem cái thùng xốp mình sẽ phát lỗ ở đây ha các bạn, thì nước nó sẽ tới đây nó sẽ rỉ ra, còn cái khúc ở dưới đây này thì nó sẽ ứ nước lại. Cây bầu á là cái dạng rễ nhiều các bạn, nó hút nước dữ lắm, các bạn đừng có sợ mà trời mưa hay gì hết à, nó vẫn hút nước bình thường luôn. Các bạn cứ phát lỗ gì nè. Đó, các bạn tưới vô thì nước nó tới đây nó sẽ chảy ra, còn cái khúc dưới nó sẽ ứ nước lại ở dưới để cho cây bầu nó đủ nước á, nó không có bị thiếu nước ha. Đây là lần đầu tiên cô Hai làm thử cái lỗ như thế này nè các bạn, tại vì hồi lúc trước là cô Hai làm cái lỗ ở dưới á, tưới nước vô bao nhiêu nước nó thoát ra ngoài hết trơn các bạn ơi, cây bầu nó héo hoài luôn à, nó không có đủ nước. Cho nên là bây giờ cô Hai làm cái lỗ ở đây nè để cho nó giữ được một khúc ở dưới đây là giữ ẩm nước rồi dưới đây á, cho cây bầu nó không có bị thiếu nước ha. Thì cái video của cô Hai tới đây cô Hai cũng xin được kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của cô Hai. Nếu các bạn có thấy thích thì cho cô Hai xin một like và chia sẻ, và nhớ nhấn chuông đăng ký kênh ủng hộ cô Hai nha. Bye bye các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo, bye bye.